Lô mọi người nha, em còn con cây sới này, sới sới nhảy nha mọi người nha, sới nhảy. Cái này là cái tay này là nó, như nghĩa là khi mà đóng cong á, thì nó gập lại để cho nó gọn, bỏ cong. Về anh em mở cọng sắt này ra nha, mở cọng dây sắt rồi bỏ lại. Tay ra rồi còn này. Thì con này là danh ma nha, gửi 25 n này. Tầm 2 người rưỡi thôi, không tắt chế lọc gió nó còn kia. Mã nó là MT250 nha, để ý. Bộ còn này về xới rau xới vườn để trồng rau được khá là ngon luôn. Cái dây giật này. Máy giật ok nha, hàng này nguyên bản nha mọi người nha, chân trống nó còn đây. Giờ con này em để cho anh em 2,2 triệu nha, 2,2 triệu anh em về dọn có xới vườn xới rau được. Mấy cái này là kiểu như để bãi thì nó tự bung sơn là kiểu bình thường thôi, hàng bãi mà. Con này thì em thấy nó cơ bản là em thấy nó đủ đồ nha mọi người nha. Đó, được ăn thấy đủ luôn, về mình tự dọn nha, hàng thì em không có bao hết, máy thì lăn êm nha. Đó. À, 2,2 triệu nha mọi người, không bao ship nha. Con này chắc vài chục ký, chắc tầm 30 ký quá, tầm 30 ký trở lại. Đó. À, 2,2 triệu nha mọi người nha, không bao ship. Làm chốt máy 4 thùy nha mọi người, chạy xăng xăng riêng, nhất riêng.